Xin chào các bạn, và đây là kênh YouTube chính thức của Kem Store. Và trên tay mình đây đang là một box giày của một cô công chúa với hồng dịu dàng nhưng lại vô cùng cơ bắp, Adidas Harden Von 4. Tạm thời hãy khoan nói về nhân vật chính ở bên trong, hãy cùng mình lướt qua về cái hộp giày lần này. Thật sự thì không như kỳ vọng, box giày luôn luôn là điểm yếu của Adidas. Khi mà ông lớn trong làng thể thao này vẫn luôn không chịu đầu tư theo đúng nghĩa, mọi shoe house đều dường như là rất sơ sài và copy từ bản này sang bản khác. Từ các dòng Ultra Boost, Zone 1 hay là Harden Von 1 đến Von 3, và kể cả là thế hệ lần này cũng không phải ngoại lệ. Vẫn là một chiếc box giày giống hệt với thế hệ đầu tiên, vẫn là chất liệu cắt tông mỏng, thật sự là không có cái gì đặc biệt đối với một đôi giày có giá $130 như thế này. Nếu mà nói về Nike, Adidas thì mình sẽ so sánh như thể Apple và Samsung vậy. Một bên là đi từ cái đẹp đến chất lượng, một bên là chất lượng đến cái hình thức bên ngoài. Không quan trọng chiếc hộp là chiếc hộp gì, mà chỉ quan trọng bên trong chiếc hộp đấy có gì. Và biết đâu đó lại là phương châm của Adidas thì sao? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau unbox chiếc hộp này. Giới thiệu với mọi người, đây là Harden Von 4 Pink Lemonade. Wow, quá đẹp. Đây là từ mà mình có thể nói ra ngay lúc này. Thật sự cái phối màu này làm cho mình quá ấn tượng. Dành cho những bạn chưa biết thì những phối màu hồng kiểu như này thường rất hiếm ở trên thị trường giày bóng rổ. Chúng ta chỉ thấy nó xuất hiện ở trên Curry 4 Flush Pink, LeBron 15 Hollywood, những đôi giày sold out rất là nhanh và có giá cao gấp 2, gấp 3 lần so với giá retail. Và thậm chí là có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Thật tình cờ và cũng thật là may mắn khi mà Harden Von 4 restock ở trên Adidas và bọn mình đã kịp cóp em nó về để đem đến những trải nghiệm cũng như là cái nhìn chi tiết nhất tới các bạn. Ngoài cái phối màu ra thì mình còn ấn tượng về các chi tiết là có con số và dòng chữ ở trên đôi giày này. Thứ nhất đó là ngày sinh của mẹ Harden được in dập chìm ở trên phần đế giày. Và thứ hai là hai dòng chữ ở phần trong của gót giày. 106 Street là ngôi nhà thời thơ ấu, Hassa Zamba ký túc xá thời sinh viên năm nhất. Theo như James nói thì đây là nơi mà anh ta đã trở thành một người đàn ông. Và nếu các bạn nghĩ Harden đã mất đi cái quý giá nhất ở đấy thì các bạn nghĩ giống bọn mình rồi đấy. Thôi chắc là hơi làm nhảm dài dòng và bây giờ là đánh giá chi tiết. Như thường lệ, đầu tiên là phần outsole. Vẫn là thiết kế bằng chất liệu cao su mềm cùng với sự thay đổi của hình dạng vân thành mạng lưới các hình tứ giác không bằng nhau, giúp cho traction của Harden Von 4 thật sự hoàn hảo khi chơi ở các sân indoor. Ở các phiên bản tiền nhiệm, việc bám bụi trên sân làm traction bị giảm đi đáng kể, thì với Von 4, bám bụi là có nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến các bước chạy, crossover đảo hướng hay step back. Nếu như có cảm giác hơi trơn trượt thì chỉ cần lau nhẹ đi là mọi thứ lại đâu vào đó. Một điểm cộng nữa dành cho bộ đế ngoài của Harden Von 4 đó là độ bền ngoài sân outdoor. Các dòng giày indoor thì hầu hết đều bị bào mòn khá là nhanh, tuy nhiên đối với đôi giày này thì sẽ bền hơn đôi chút do vân đế được thiết kế sâu hơn, mặt vân thì bằng phẳng, điều đó làm giảm đi tối đa độ mòn ở đế khi mà chơi ở các sân ngoài trời. Mặc dù vậy thì mình vẫn khuyên các bạn là không nên đem nó ra ngoài sân outdoor để mà cày cuốc, vì kiếm được một đôi giày có traction tốt như thế này để mà đi đánh giải thì thật sự là khó khăn. Và để chấm điểm về outsole thì 9.5/10 sẽ là số điểm mà mình cảm thấy phù hợp. Tiếp theo là cushion. Bộ đệm là phần mà mình thích nhất ở đôi giày này. Sau sự thành công vang dội ở trên Next Level thì Adidas đã quyết định đưa Lifestyle vào trong Harden Von 4 và chấm dứt đi kỷ nguyên thống trị của hai bộ đệm Boost và Bounce. Phần gam bàn chân trước được thiết kế mỏng và cứng giúp cho các hậu vệ cảm nhận mặt sân tốt hơn, đồng nghĩa với việc là tốc độ giữa các bước chạy và khả năng đảo hướng được tăng lên một cách đáng kể. Còn nhớ thì mình đã từng đi con Harden Von 2 trong một trận đấu, và với bộ đệm Boost quá nhiều trong một đôi giày khiến cho việc gập mũi chân cũng như là cảm giác về mặt sân thật sự là khó khăn. Mình đã phải chật vật lắm và sau trận đấu đó cảm giác như bàn chân mình như muốn rụng ra bên ngoài luôn. Nói vậy để biết là việc thay Boost bằng Lifestyle nó quan trọng như thế nào đối với một hậu vệ. Vừa mỏng và cứng ở phần mũi, êm dần ở phần gót giúp giảm chấn lên cổ chân và đầu gối, nhưng vẫn ổn định khi mà tiếp đất không mất thăng bằng. Và với sự hoàn hảo này thì mình sẽ chấm 10/10 cho bước đột phá trong công nghệ của cushion lần này. Tiếp đến là phần upper. Khác với các phiên bản trước, Harden Von 4 được thiết kế sang trọng hơn khi Adidas sử dụng một lớp da lộn bao bọc phần vải mesh bên trong và giúp cho đôi giày vừa mềm mại nhưng không làm mất đi form dáng. Việc sử dụng nhiều mắt ở cả phần thân lẫn hai bên hông giày cho thấy Adidas đã chăm chút hơn cho việc fit size cho những người có bàn chân nhỏ và thon gọn. Điều này cũng có nghĩa là lốc đao trên đôi giày này là dễ dàng hơn đối với nhiều loại chân. Tiếp theo là một miếng vải chun co giãn được đặt ở ngay phần trên của mu bàn chân. Mình thì không nghĩ là nó có quá nhiều công dụng, có thể mục đích chính của nó chỉ là để giữ cho form giày không bị ẻo uột khi mà chất liệu tạo thành là vải mesh. Hai bên hông được ốp hai miếng nhựa tổng hợp cùng với một miếng nhựa cứng bao quanh phần gót giúp hỗ trợ tốt hơn cho cổ chân và đầu gối khi bật nhảy. Và điểm số mình cho phần upper này là 9/10. Mặc dù Adidas đã rất cố gắng trong việc đưa da lộn vào để đôi giày trở nên sang trọng hơn, tuy nhiên phần vải mesh và lưỡi gà này quá mềm khiến cho mình cảm thấy khá là rẻ tiền. Và cuối cùng là fit size. Mình thì vẫn khuyên là nên fit xuống nửa size đối với những bạn có bàn chân nhỏ và thon gọn. Tuy nhiên những người có chân bè hoặc là mu bàn chân cao thì vẫn có thể fit true size như bình thường. Và trên đây là tất cả những đánh giá cũng như là cảm nhận của mình về Harden Von 4. Nếu các bạn thích hãy để lại một like, share và subscribe. Và đừng quên cho bọn mình những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới. Sau đây, Kem Store sẽ trở lại với một video mới.